Chỉ cần có đam mê, tôi với bạn chúng ta sẽ cùng thành công. Ở đây thì chúng ta may mắn được gặp gỡ một hot TikToker. Xin phép bạn có thể chia sẻ một chút cho các bạn học viên ở đây biết thêm những trải nghiệm của mình ạ. Làm sao mà mình vừa làm được ẩm thực mà mình lại vừa có thể là tiếp cận được xu hướng như vậy ạ? Xin chào kính mời và cũng như là các đầu bếp rất là dành sự quan tâm đến cho nhà trường. Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay có toàn bộ là hơn 300 học sinh của nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Ở đây thì chúng ta may mắn được gặp gỡ một hot TikToker. Xin phép bạn có thể chia sẻ một chút cho các bạn học viên ở đây biết thêm những trải nghiệm của mình ạ. Làm sao mà mình vừa làm được ẩm thực mà mình lại vừa có thể tiếp cận được xu hướng như vậy. Thì cũng làm nghề này cũng gần 30 năm. Mình trước cũng là một sinh viên đại học, chỉ là đi làm thêm với bạn thôi trong cái nghề này. Để theo nghề này thì mình chia sẻ luôn là cái nghề này thực tế là một trong năm nay nên thì là có sự thăng hoa. Còn ngày xưa mình làm cái nghề này thì đang nói nó vừa là kinh nghề, vừa là nghề để chia sẻ cuộc sống thôi. Vì mình mới bắt các bạn đây rất nhiều bạn trẻ về để biết làm đẹp thì các bạn biết là làm đẹp về cái trái rất khó. Thế đơn giản thì mình bước chân từ phục vụ vào làm thế thì không bị nhận. Thế nên là muốn tham nghề thì mình phải tự có đam mê, mình tự có cái khắc phục. Thì cái đam mê mình muốn chia sẻ thì Việt Nam là có ý tưởng nghiệm. Ở Việt Nam mình hiện tại đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có một cái sự lựa nào là chính quy về chuyên môn về của Việt Nam. Mà các bạn biết làm một cái video về cái TikTok của chúng tôi 59 phút. Tôi làm thế nào để chia sẻ đơn giản nhất. Mà mình nói thật là để sang một cái tổ chức cơ để làm được ngày nay mình cũng vẫn gần một năm rồi. Bây giờ phải nói như mắt hay như ngày xưa mình quay đến mắt dù năm không phải đến hùng hay hùng đang quay mình gặp những người đang quay dù mặt đấy mà những người trợ lý những người hỗ trợ mình phải những bạn rất trẻ mà thực ra cái nghề nào về là nó sẽ đưa khi mình yêu nghề thì sẽ đưa mình đến cái đỉnh cao, cái đấy sẽ nuôi dưỡng bản thân và sẽ nâng cao tất cả về bản chất vật chất hay tinh thần và cả mình chỉ chia sẻ đơn giản tức là chỉ mong các bạn là hãy cố gắng hãy làm theo đam mê. Rất là cảm ơn anh ạ. Các thầy có thấy đúng không ạ? Chưa chắc mọi sự cố gắng sẽ thành công nhưng không cố gắng thì chắc chắn là thất bại. Ở đây có bao nhiêu bạn thực sự đam mê nghề nấu ăn? Thank you.